Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Rồi đến hàng này lên, chúng ta lại gặp nhau trong những cái khung giờ quen thuộc. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, những cái niềm vui bất tận về thế giới của cây kiện các bạn. Hôm nay thì tôi tiếp tục tôi chia sẻ với các bạn một cái dòng cây bonsai, cây kiện rất là được nhiều người hâm mộ. Đây là hoa cây mai vàng ra chơi ngày tới, còn có cây mai chiếu thủy. Cây mai chiếu thủy này nó được cái lợi thế là nó rất là dễ sống, nó sống khỏe và đồng thời là nó có bông quanh năm. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn muốn cho nó nở bông tổng lực vào một cái dịp nào đó thì các bạn cũng sẽ mình áp dụng một số cái tác động của mình tác động vô thì nó mới nở đúng. Thật ra nếu mà để cho nó nở thì các bạn thấy cái vườn nhà tôi thì lung linh sắc màu, lúc nào cũng vậy, mai nở thì hầu như là quanh năm. Cái mai chiếu thủy thì bây giờ tôi cũng làm không mất thời gian các bạn, là tôi đi thẳng vô vấn đề luôn, để cách để cho các bạn làm mai chiếu thủy nó nở bông vào một cái dịp Tết Nguyên Đán này các bạn, để các bạn chơi cho vui ha. Còn bạn nào mà rảnh rỗi nữa thì tôi tiếp tục tôi tán chấp với các bạn cho vui. Tôi thì giờ già rồi, như các bạn biết già tôi về hưu rồi, thành ra là mình cũng muốn mỗi ngày mình cũng ra một cái clip để trước là chia sẻ kinh nghiệm đôi chồng, sau là tâm sự với các bạn để chúng ta trao đổi thông tin cho nhau, kinh nghiệm cho nhau để cùng nhau phát triển nghề chơi. Bởi vì mình lớn tuổi rồi, mình không có cái điều kiện để mình đi ra ngoài học hỏi như là các chú thanh niên trẻ trẻ các bạn ha. Rồi, cây mai chiếu thủy này thì nó có nhiều giống loài, nhiều loại các bạn ha. Trước mặt các bạn thấy không, tôi chú khoái đó, tôi trồng rất là nhiều mai chiếu thủy luôn, nhiều lắm, đủ loại chân đủ hết. Nếu mà mai chiếu thủy mà các bạn mà để mà sưu tầm cho nó đủ bộ thì nó cũng cũng khá nhiều cũng nhiều giống lắm mà, nó có nhiều giống. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi mà một cái cây mai này, khi mà chúng ta chơi á, mai chiếu thủy thì nó càng sân sôi chừng nào thì cái giá trị nó càng cao chừng nãy, các bạn lưu ý ha. Mấy cô thiếu nữ thì da phải láng phải trơn tru thì mới được điểm 10, còn cây này da trơn tru thì không được điểm nào hết. Thành ra các bạn lưu ý khi mà chọn dòng chơi cái dòng mai chiếu thủy hay là tất cả những cái dòng cây bonsai, đa số những cái cây da sần sùi thì sẽ được người ta chuộng hơn. Rồi bây giờ là trước khi mà các bạn muốn cho cái dòng cây này nó mai chiếu thủy nó sẽ nở bông vào một cái dịp mà mong muốn, tất cả những cái dòng mai, tất cả những cái dòng cây kiện muốn kích hoa thì cái tiêu chí đầu tiên là nó phải có đủ nắng các bạn ha. Tôi thì tôi chia sẻ với các bạn về cái vấn đề mà mình làm bông cho cây ở trong cái môi trường nắng nóng cũng như cái khu vực Sài Gòn hoặc là khu vực cái miền Đông, miền Tây, Nam Bộ thì hầu như là cái khí hậu nó như nhau. Thành ra tôi chỉ chia sẻ theo cái khí hậu của cái vùng miền tôi ở nha. Còn nếu các bạn ở cái vùng miền khác, miền Trung hay là khu vực Tây Nguyên hay là các bạn ở miền Bắc thì các bạn chịu khó tự trải nghiệm đi. Hoặc là các bạn có thể hỏi các bạn đồng môn cùng môn phái phái chơi cây kiển này thì nhờ các bạn đó chia sẻ kinh nghiệm để cho các bạn làm bông nó nở đúng Tết. Thì khí hậu miền nóng như thế này thì thời gian mà làm bông, ngay cái thời điểm làm bông cho đến lúc nở cái tầm khoảng 30 ngày. Tôi thì tôi không dám hứa chắc với các bạn là một ngày mà chính xác, bởi vì không riêng về mai chiếu thủy mà tất cả những cái loại cây nào cũng vậy, khi mà nó nở thì thông thường nó nở lác đác, nó nở từ từ nó nở cho đến trong vòng nó kéo dài nhiều lúc là một tuần hoặc là 10 ngày hoặc là có cây nó kéo dài cả tháng, nó cứ tùy theo giống loài tùy cây. Nhưng mà riêng cái dòng mai chiếu thủy này thì cái chu kỳ mà nó nở bông của nó, nguyên một cái đợt ra bông của nó kéo dài tôi thấy nó tầm khoảng 10 ngày nếu mà tổng lực nha. Tổng lực là 10 ngày. Cũng như cái em dại này nở không có tổng lực, thành ra tôi thấy nó nở này cả tháng nó hoài lác đác. Những cái cây nào mà khi mà nó nở lác đác á, thì nó sẽ nở liên tục, nó nở hoài, nó quỷ. Còn những cây nào nó nở tổng lực á, thì nó chống tàn. Bởi vì bao giờ cũng vậy, nó cũng phải có cái lực bù trừ ha. Cây nào em nào sắc sắc hương rực rỡ thì hãy cẩn thận, mình hãy giữ lấy cái hương sắc của mình, bởi vì càng rực rỡ chừng nào thì nó càng chống tàn chừng ấy. Còn có những cái cây mà nó cứ từ từ như thế, nó nở lác đác nở quanh năm đó như vậy. Cái kỹ thuật á, mà để cho nó nở là trong phía miền Nam của chúng tôi thì chúng tôi là xiết nước. Bởi vì các bạn thấy không, khi mà những cái cây nhỏ nhỏ như vậy thì tôi có thể là không cần xiết nước,
là tôi có thể là hái lá xong rồi con tàn tôi là nó sẽ nở. Nhưng mà có những cây nó rất là lớn, thời gian đâu các bạn để mà hái lá, không có thời gian các bạn hái lá, thì cách duy nhất là các bạn xiết nước. Nhưng mà tôi để ý ha, những cây nào nếu mà các bạn mà làm cái chuẩn bị cái công tác mà xiết nước cho tốt thì những cây nó nở tổng lực hơn những cái cây mà không xiết nước. Cây không xiết nước thì nó nở rải rác, còn cây các bạn xiết nước rồi nó nở dữ lắm. Nhưng mà xiết nước á, xiết nước là có nghĩa rằng các bạn không có tưới vô gốc nó nữa, không có tưới vô chậu nó nữa. Các bạn hay để cái chậu nó khô. Khi mà chậu nó khô rồi các bạn biết sao không? Thì cái lá nó vàng úa. Vàng úa với cả các bạn rung những cái nào nó rụng hết rồi. Khi mà nó rụng lá rồi thì rất là tiện lợi. Rụng lá rồi thì chúng ta sẽ con tàn. Con tàn xong rồi các bạn bỏ cho nó một chút phân. Đây là tôi bỏ vô cái phân này là phân DAP. DAP thì các bạn lưu ý, DAP nó có hàm lượng là đạm. Trong đó có hàm lượng là đạm và lân. Chủ yếu là lân là chính trong thành phần này, cho nên nó vẫn có đạm để nó nuôi lá, nuôi hoa, nuôi chồi nhánh, đồng thời cái đạm thì nó kích thích cho cây ra hoa. Còn nếu mà các bạn không có DAP thì các bạn có thể sử dụng tôi có chia sẻ với các bạn là sử dụng tiếp một cái loại phân này. Tôi thì tôi thường sử dụng, tôi trung thành với cái dòng phân này, NPK là 20-20-15. Các bạn lưu ý 20-20-15. Thì trên thị trường nó có rất nhiều cái loại kích hoa mà nó cũng là thuộc loại không hóa học NPK, nhưng mà cái chỉ số của nó khác nhau. Tôi chọn cái này bởi vì cái thằng này trong đây nó vừa có đạm để nó nuôi bông cho to, nó vừa có lân để nó kích nụ, và đồng thời nó vừa có kali để nó giữ cho cái sai bông nó to, là cái màu sắc nó đậm đà, đồng thời cánh hoa nó dày, nó lâu tàn. Tôi chọn cái này, tôi chọn cái dòng 20-20-15. Nếu mà cái dùng của các bạn trồng mà không có đó, thì các bạn có thể mua những cái loại tương đương, nhưng mà tuy nhiên cái chỉ số thì nó không giống như vậy, thì nó khác chút xíu. Nhưng mà các bạn lưu ý là thành phần chính để mà chúng ta kích cho cây ra nụ ra hoa, bông đẹp, màu sắc rực rỡ, thì không riêng về cây mai chiếu thủy mà tất cả những cái loại cây. Nhưng mà sử dụng cái này thì chúng ta sử dụng tùy theo chủng loại cây các bạn ha. Rồi nếu mà các bạn mà không có cái này, những cái cây mà cái dạng mà nó làm biến nữa đó, nó làm biến, những cái dạng cây mà nó làm biến hơn tôi luôn á, thì các bạn sẽ có một cái, người ta sẽ có một cái loại thuốc để ta phun trực tiếp lên cái khi mà các bạn làm lá, các con tàn các bạn phun trực tiếp lên nhánh, nó cứ mỗi một tuần các bạn phun một lần. Thì cái chế phẩm, những cái loại thuốc mà để cho phun và cho nó kích thích ra hoa thì ngoài thị trường nó cũng rất là nhiều. Tôi thì tôi không có review về thuốc, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn để cho các bạn có sự lựa chọn tốt nhất là ở địa phương mình có gì dùng nấy. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó cũng dễ ha. Các bạn có Shopee rồi, các bạn cứ điện thoại alo cái thì người ta sẽ chuyển về tới nhà. Những cái loại gì các bạn có trên đó nó có tất tần tật hết. Đây, cái loại này cũng rất là tốt các bạn. Loại này chuyên về hoa nè ha. Người ta thường xài cho hoa lan rất là nhiều, chuyên về hoa. Còn nếu mà chơi cây thì các bạn nên sở hữu một bộ này. Bộ đồ trâu của Bình Điền này các bạn. Phải không? Của Bình Điền không? Để nói chất quốc bị chửi chết. Đúng, của Bình Điền đồ trâu. Cái bộ này á, là đây là một cái dòng phân chủ yếu là dòng phân bón lá. Tại sao người ta phải bón lá? Bởi vì các bạn bón lá thì các bạn sẽ hạn chế được cái tác dụng phụ của cái thuốc. Bởi vì tác dụng phụ của cái thuốc các bạn tưới vô gốc thì nó nhanh hơn, nhưng mà nó sẽ sao mà chúng ta sử dụng một cái thời gian lâu dài thì nó sẽ làm cho cái đầu rễ của cây nó bị khô. Nó khô, nó sơ cứng thì nó hấp thu được cái dưỡng chất trong lòng đất, nó sẽ kém dần. Nó làm cho cái cây rơi vào một cái trạng thái là còi cọc, nó rất là chậm phát triển. Thành ra người ta mới chế ra một cái loại phân phun vô lá, bởi vì lá theo chu kỳ của nó. Chu kỳ của nó chừng 6 tháng, 8 tháng thì lá nó già, nó rụng đi, lá khác nó lên. Thì rất là ok, còn cái rễ thì nó nằm trên cây rất là bền. Thành ra người ta hạn chế tưới vô gốc. Thì cái bộ đầu trâu này thì nó có ba dạng y chang như nhau, nó hơi khác màu chút xíu thôi. Cái size hộp nó giống y chang, loại này 100 gram phải không ta? Loại 100 gram. Nó có theo cái chỉ số nè, các bạn thấy nè, trên đây người ta rất là ghi rất là rõ nè. Cái chỉ số là tôi thường ghi tắt khi tôi trả lời với các bạn là 501, các bạn nhìn thấy 501. 501. Và đồng thời nó có một cái loại là 701 và nó có một cái loại là 901. Các bạn lưu ý khi mà bón cho cây thì chúng ta xem cái hàm cái số này để chúng ta bón cho phù hợp. Bởi vì 501 là cái loại kích thích cho ra chòi. Nhưng mà cái loại kích thích trong ra chòi này nó có luôn một cái hàm lượng và lân và kali. Có nhiều bạn nói là tôi chăm sóc cái cây ra chòi tôi không cần lân và không cần kali là sai lầm.
nó vẫn có lân, vẫn có kali để nó giúp đỡ cái sự quang hợp trong cây, cái sự hấp thụ trong lòng đất, sự hấp thụ cái dưỡng chất của cây nó tốt hơn. Thành ra các bạn thấy mà khi mà đầu trâu ha, đầu trâu 501 là chuyên về kích thích chòi nha, kích thích chòi kích thích chòi cho nó phát triển. Thì các bạn thấy hàm lượng người ta ghi rất là rõ trên đây là NPK là 30, 15, 10, thì các bạn thấy là 30, 15, 10 là 30 là đạm, cái hàm lượng đạm người ta đẩy lên cao. Rồi cái hàm lượng 30, cái hàm lân 15 và kali 10. Đó, những cái phần mà không cần thiết thì người ta giảm ít lại. Bởi vì cái nhà kỹ sư người ta bào chế ra. Người ta đã tính toán hết chứ rồi. Thành ra có nhiều bạn mà sử dụng dòng mà super lân, cái lòng lân mà lân zin hay là kali, các bạn sử dụng cái đó các bạn cẩn thận. Khi mà các bạn sử dụng những cái dòng mà zin về lân, zin về kali thì các bạn dùng để ủ phân chuồng là tốt hơn, nhưng các bạn mới có đủ có một số kiến thức để các bạn ủ phân cho nó phù hợp thì giúp cái cây của các bạn nó vừa tốt mà nó vừa hiệu quả. Bởi các bạn bỏ nhiều thì nó cũng có tội, bỏ ít thì cây nó không có phát triển như ý. Rồi ha, cái dòng này các bạn lưu ý, cái dòng này mua nên mua một bộ này, một bộ này cũng rẻ lắm, cũng không nhiều đâu, một bộ nó cái hũ này khoảng 20.000 hũ à, lâu quá tôi cũng mua tôi cũng không biết. Các bạn cứ mua về ha, phun lên lá cây, phun nếu mà phun thì các bạn phun khoảng 10 ngày các bạn phun một lần. Tôi thường sử dụng loại này lắm. Bên cạnh đó tôi thường sử dụng cái loại này nè, Atonic nè, B1 nè, tôi sử dụng nó tôi phun, bởi vậy các bạn thấy không? Dưỡng tôi xanh lè luôn. Mà cây không chết tại phun lá, đâu phun gốc đâu, đúng không? Đó, như vậy. Rồi bây giờ tôi tiến hành tôi sẽ hái lá vừa nói chuyện với các bạn. Tôi thì tôi làm clip theo cái ngẫu hứng, thành ra nhiều lúc tôi làm cái câu nọ tôi sợ cậu kia, các bạn thông cảm ha. Các bạn nhiều bạn comment là tôi thấy có dễ thương, thầy tôi không dám thầy đâu, nó cha ơi tôi đâu dám múa rìu qua mắt thợ đâu. Tôi cái dạng ngẫu hứng thôi, khi mà mình chăm cây mình có biết chút rồi mình chia sẻ với các bạn để cho các bạn khỏi mất thời gian. Cái tuổi trẻ bây giờ là cái công việc nó rất là nhiều. Về tới nhà là bù đầu bù cổ luôn, mệt mỏi. Thì mong rằng nếu mà các bạn xem cái clip, những cái clip nào mà tôi chia sẻ các bạn thấy phù hợp thì chúng ta cùng nhau và trải nghiệm các bạn ha. Rồi quay lại cái vấn đề làm bông cho mai chiếu thủy, tôi nhắc lại một lần nữa là cái thời gian xiết nước của nó thì hôm nay là ngày 23 âm lịch rồi, bấm máy ngày 23 âm lịch thì nó còn khoảng 5 tuần nữa, hơn 5 tuần nữa, 1 tháng 1 tuần nữa là Tết rồi. Thì ngay thời điểm này các bạn xiết nước là vừa. Nhưng mà tôi ít xiết nước lắm các bạn lưu ý ha. Khi mà các bạn xiết nước, các bạn ý tôi nói đúng hay không? Khi mà các bạn xiết nước thì thông thường các bạn xiết nước, các bạn không tưới nước cho cây. Quá đã, hôm nay khỏi phải tưới em này. Đưa nó vô xó đi. Để tuần lễ sau tao xử mày sao. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà do các bạn không xiết nước, các bạn xiết nước, các bạn không tưới nước cho nó, các bạn không chú ý đến nó, nó bị khô nước. Nó khô nước thì nó rụng lá, đó là đương nhiên khô nước rụng lá, cái đó là cái mục đích của mình để mình làm mà. Nhưng mà nó sẽ buông chi các bạn. Các bạn lưu ý ha. Các bạn mà nó tùy, bởi vì trong cái chậu của chúng ta đó, chậu nhiều nước, chậu ít nước, chậu lớn, chậu nhỏ, nói chung là các loại size, các loại kích cỡ luôn, thì không có một cái công thức chung là 3 ngày hay 4 ngày hay 5 ngày mà nó vàng lá như nhau, tùy theo cái cây. Bởi vậy thì khi đó thì các bạn không để ý, khi mà nhìn tới thì nó bỏ cái chi thì các bạn biết rồi. Khi mà chơi một cái cây kiểng như thế này, chúng ta chơi một cái cây, chúng ta muốn tạo chi nhánh nó là một điều rất là khó khăn. Thành ra mà các bạn lỡ làm cái chi đó chết rồi, các bạn phải nuôi lại từ đầu, rất là cực công. Thành ra mà tôi không có thích xiết nước. Chẳng thà tôi để như vậy nè, cái tôi hái lá xong bắt đầu cái tôi bón phân kích vô, tôi cho nó nở hoa, nó hơi chậm chút xíu, nó hơi ít bông chút xíu, nhưng mà nó an toàn. Chứ còn mà cái dạng mà để xiết nước á, tại lúc trước rút kinh nghiệm rồi, chứ không hay ho mẹ gì đâu. Lúc trước tôi bị rồi, lúc trước tôi nói mấy ông nghe, tôi cũng nghe người ta nói về xiết nước á, nhưng cách đây cũng 10 năm về trước rồi. Xiết nước rồi cứ đi làm, mình cứ đi làm xong mà xiết nước mà không ngói hàng cái nó, từng lấy sau tôi quay lại cái cây tôi nó chết những cái nhánh đẹp nhất mà nó chết mới là đau chứ. Cái nhánh mà mình cần dưỡng thì nó chết, những nhánh mà mình không cần dưỡng thì nó là không chết. Các bạn biết tại sao không? Tại vì mà khi mà các bạn làm chơi bonsai, các bạn thường đi dây kẽm, các bạn uống chi cho cây, thì cái cây nào đi dây kẽm thì cái nhánh nó rất là yếu,
thì nó chết, thì nó sẽ chết cái nhánh các bạn đi dây kẽm á. Còn những cái nhánh mà nó lên phóng như vậy, mấy nhánh phóng như vậy nè, đó phóng phóng như vậy nó không có chết. Mấy cái nhánh này tôi muốn cho nó chết đi mà nó đâu chịu chết đâu, các bạn thấy không? Tại nhánh là sao không các bạn thấy không? Nó lên tự do, nó lên rất là khỏe, nó không có chết, mà nó sẽ chết vô những cái nhánh mà mình đã uốn éo đi dây kẽm, nó chết nhánh đó. Thành ra khi mà các bạn lưu ý ha. Rồi, chỉ có vậy thôi. Mai chiếu thị nó vậy. Tôi nhắc là một lần nữa ha, có nhiều người nói tôi ông nội này ông nói nhiều quá. Mấy cây già nói nhiều. Nhưng mà nói nhiều như vậy á, nhiều lúc là các bạn thì các bạn cũng chưa nắm rõ, các bạn cứ hỏi hoài chứ. Mà tôi sẵn sàng tôi trả lời giùm con này ha. Các bạn ha, cái thời gian xiết nước cho cây, chúng ta để làm cho cây ra hoa, thì cái tầm nếu ở trong cái vùng khí hậu nóng, cái vùng miền Nam, miền Đông, miền Tây Nam Bộ, thì cái thời gian của nó thì nó tầm khoảng tháng á. Nè, cây này đang đâu ông mà tôi cắt luôn cho mày luôn đi. Đó như vậy ha. Còn các bạn ở phía Bắc á, thì tôi cũng không rõ lắm các bạn, tại vì phía Bắc á đang mùa lạnh mà không biết nó bên đó thì sao mình cũng không rõ lắm. Thì thôi các bạn cứ chịu khó ha. Ơ chết mẹ mày. Đây. Nó rất là bể cái chậu này. À, giờ tôi tỉa ha. Mai chiếu thị nó nhiều loại lắm các bạn. Nhiều loại lắm. Lá lớn. Lá chung. Loại lá nhỏ. Các bạn mà chơi đẹp á, thì nó có cái loại cái màu xanh, nó lúc nào cũng có màu xanh kim thanh mai. Có nhiều bạn hỏi tôi mai chiếu thị của các bạn chăm sóc rất là tốt, nhưng mà tại sao mà cái lá của nó không được xanh cũng như những cái dòng mai chiếu cây mai ta chơi khác. Các bạn lưu ý ha, nó còn thứ nhất á, cái tùy thuộc vào giống. Bởi vì nếu mà cái giống lá lớn á, thì cái thằng mai đen á. Mai đen nu đen lá lớn thì cái lá nó rất là xanh, rất là đậm, nhìn sướng lắm, nhìn mượt mà lắm. Còn những cái thằng mà cái da trắng á, thì cái lá của nó lúc nào cũng vậy, nó giống như là nó xanh xanh như màu đột chuối á. Các bạn không thích nó như vậy tùy theo giống. Còn giống như là cũng thằng kim giòn với kim thanh mai nó gần giống nhau. Nhưng mà kim giòn nó thì nó không có xanh giống như kim thanh mai. Kim thanh mai lúc nào cũng xanh le luôn, nó xanh như chúng ta phun màu vậy. Nó cũng tùy thuộc vào giống. Thứ nhất là tùy thuộc vào giống. Cái thứ hai nữa các bạn hiểu không? Nó tùy thuộc vô cái cách chăm của các bạn. Các bạn muốn cho nó màu xanh thì cái tiêu chí đầu tiên là các bạn cứ bón đủ cái hạt lượng là cái hạt đạm đi. Nếu mà các bạn nào biết cách dùng ure á, ure là cái phân xanh xanh đó, cái phân mà cái viên trắng đó, cái ure á, đạm á, các bạn ngâm nước các bạn tưới nó thì nó cũng xanh lắm. Nhưng mà các bạn lưu ý ha, cái giọng đó nó là zin, nó là dạng là đạm 100% đạm, thì các bạn tưới lơ mơ là cây bạn sẽ bị chết. Tưới nó hãy cẩn thận, đó tưới nó cũng xanh lắm. Đây là cái dòng mai này. Nếu còn có một nguyên do nữa nó làm cho vàng lá là do các bạn tưới nước nhiều quá. Các bạn tưới nước nhiều quá thì lúc nào cũng vậy, thì cái gốc của nó bị ẩm mẩm đó các bạn. Lúc nào cũng ẩm mẩm, nó không có thông thoáng, thì nó sẽ làm cho cây mai của các bạn nó vàng lá chậm phát triển. Khi mà các bạn chơi cây kiển mà cái dòng cây mà mini hay dòng cây siêu mini nhỏ như thế này, thì có vấn đề mà tưới nước, phải tưới cung cấp đầy đủ cho cây. Nhưng mà khi mà các bạn tưới thì các bạn lưu ý tưới hãy để cho cái đáy chậu lúc nào vậy nó nước vô và nước khô rồi tưới cứ luân chuyển như vậy, chứ đừng bao giờ mà các bạn để trong cái đáy chậu của các bạn lúc nào nó cũng xăm xắp nước, nó ướt, nó lạnh cây mai của các bạn nó cũng không sung nữa. Đó, nó như vậy. Thành ra chúng ta tưới, chúng ta phải chú ý một cái vấn đề tưới tùy theo cây, mà chúng ta tưới nước cho nó đầy đủ. Còn cây này các bạn thấy lá nó không? Cái lá cây này cái nhiều người tưởng cái cây này nó bị có vấn đề lá nó dần khè, không phải đâu. Cây này cây mai chiếu thị đột biến, tôi cũng muốn sưu tầm cho có này có kia thôi. Chứ cây này thật ra nếu mà cây mai chiếu thị mà cái dòng lá cẩm thạch như thế này á, lạ thì có lạ, mới nhìn giống bông giấy cẩm thạch ha. Nhưng mà nó có cái nhược điểm, cái cây này nó có cái nhược điểm mà tôi không thích là bởi vì cái lá của nó sáng quá. Nó cái lá giống như là một cái điểm nhấn,
nó sẽ làm nó không có tôn vinh cái bông lên. À, thành ra tôi trồng, tôi sưu tập cho có, cho đủ bộ thôi. Chứ thật ra cây này tôi cũng không thích lắm. Các bạn thấy những cái cây bình thường ha, đây, những cái dòng bình thường nó có bông nè. Nó có bông thì bông nó màu trắng, lá nó màu xanh. Thì nó sẽ tôn vinh cái bông lên, nó đẹp. Còn cái cây này, cái lá nó vừa xanh vừa trắng, khi cái bông nó nở, bông nó màu trắng thì nó sẽ làm cho cái bông nó không nổi bật. Giống như là cách chơi của tôi không muốn chọn cái chậu quá đẹp. À, bởi vì khi mà cái chậu quá đẹp, quá xuất sắc, khi mà vô, bạn bè vô cứ khen cái chậu, không cứ khen cái cây. Tôi đâu có làm chậu được đâu, khen chậu tôi mua. Còn cây mới là của tôi, cây mới là tôi trồng. Thành ra khen, một là khen tôi, hai là khen cái chậu. Một là khen tôi, hai là khen cái cây. Còn cái chậu thì nó làm một cái, nó gọi là cái gì nhỉ? Cái chậu nó chỉ là một cái giống như mà cái cần phải có. Có chậu, chậu thì đúng là đâu có giá, chậu đẹp thì nó sẽ làm tôn vinh cái cây thêm. Nhưng mà nó đừng quá đẹp, đừng có quá đẹp ha. Đừng quá đẹp nó làm cho cái cây mất giá trị. Bởi vậy mấy cô nào mà đi chơi với bạn đó, nhiều cô khoái chơi với bạn đẹp, đi chơi với bạn đẹp không à, thích chơi với bạn đẹp. Nhưng mấy cô đâu có biết rằng mấy cô càng đi chơi với mấy cô các bạn đẹp thì vô tình cái sắc đẹp của mấy cô đó thu hút khách, thu hút bạn của bạn. Còn cái cô đó thì không ai để ý đến mình. Thành ra chơi với bạn, mình chọn các bạn cái nhan sắc tầm tầm chung chung với mình, hoặc là lép hơn mình một chút thì sẽ ôm vinh cái sắc đẹp của mình lên. Đó, nó như vậy thôi các bạn. Thì tôi nói chuyện cho vui, tản mạn cho vui thôi. Chứ thật ra xã hội thì nó muôn màu muôn sắc, ai cứ thích làm gì làm, họ mới làm theo ý của họ ha. Mình là mình nói chuyện cho vui. Rồi, hôm nay cái chủ đề chia sẻ với các bạn về cái cây mai chiếu thị chơi ngày Tết ha. Mai chiếu thị nó rất là hương thơm rất là ngạt ngào. Tôi thì nhà tôi thì quanh năm lúc nào cũng vậy, mai chiếu thị nó nở rực rỡ quanh năm. Thành ra đối với tôi thì mỗi ngày đều là một mùa xuân, lúc nào cũng là mùa xuân hết. Đó, mình chia sẻ với các bạn mà thích cây nở vào dịp Tết, chứ tôi thì nở dịp nào tôi cũng thích. Thôi đến đây cái clip cũng khá dài rồi, mình cũng phải nói lời chia tay với các bạn. Từ bắt đầu hôm nay tôi sẽ tiếp tục tôi review về, tôi sẽ giới thiệu với các bạn những cái dòng cây để kích thích cho nó ra hoa vào dịp Tết các bạn ha, để cho các bạn cùng nhau trải nghiệm. Đến bây giờ nếu mà phim này các bạn xem thì các bạn bắt đầu chuẩn bị tiến hành để các bạn làm bông cho mai chiếu thị là được rồi đó. Rồi, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye.